Sagan. Sagan. Rầm chính ơi, kẹt chân á. Lạnh mất tích luôn á. Đi hết đi. Tới chân đi tưới tới nước rồi. Lạnh luôn. Anh tới bắt. Mày trời chết đó. Chết đó, đừng trò chết đó. Đủ má ngay cái đầu cái bụp luôn á. Rầm, rầm, rầm à. Bơi hả? Nó lạnh nè. Nó giống như con vịt hả? Ôi chân nó có màu mà nó lạnh được ta. Lạnh là chát không nha. Tới bùn luôn. Tới bùn. Trên bùn mà. Nó sợ. Sợ. Xuống vậy nó đông hết mà ta. Dí 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 lại cho. Sợ vãi đá bắt cái. Liệt ra bờ xíu nó xỉu luôn á. Đây đây anh, đây anh. Chỗ này lấy rồi. Ông kêu là ba lấy giùm ông, hay là phố ông phải còn nhiêu mà lại ra chơi chỗ này nữa chúng ta được nữa. Anh tại đây đâu? Ông mới lòng mà khó lọt phải đi nghe đâu. Không có cái vấn đề đấy, còn cái phố mà năm vừa mới về này đâu mà nghỉ luôn mà lòng có thì mày làm. Đó. Cái đồ như mà từ bữa. Ủa mày lại từ giờ qua mày kia đứng thứ khá là báo rồi. Chết rồi nè. Đủ má trời. Nhưng đã chết. Cái đầu nó cái bụp ra xong rồi. Trời ơi coi sình không kìa. Làm sao đây tính mệt rồi. Rồi. Nữa. Có hai cục nó mới nổi. Sình nó ra đây bắt hẹn cái cò đó. Ở ngoài cho nó sống ở đây chết mày. Đây chết. Có cho chạy đâu mà chết. Chạy lên. Chạy luôn. Ui sợ vãi đây. Đó, con gà bi ru nè mấy anh. Lọc nước thì nghỉ luôn. Anh thấy cặp cá nó ghê chưa? Sắc sảo luôn. Mỏ thì dài. Bén. Mới 1 tháng tuổi. Gà này khoảng 10 triệu. Đổ ra một con. Mẹ gà. Cha lại chích cồ. Được chưa? Ủa mình còn hổng nó có cái lọc.
Á mưa tiêu cái cặp luôn, cũng là hồn trâu. Ức luôn. Rồi em nuôi vậy? Hả? Thôi để anh mơ anh gà anh bắt. Mẹ sẽ bắt được. Chết chết chết. Cắn cắn luôn cá của nó.